Hôm nay mình sẽ review một món đồ chơi mới, đó là cái thiết bị bánh xe để mà mình mỗi lần mình rửa xe hơi á, ở dưới gầm xe mình rửa không có được, mỗi lần rửa nó cũng cực lắm, cái cu chu xuống dưới rồi mình sạch nước nó cũng không sạch hết. Bởi vì xe hơi mình hay đi ra biển chơi rồi nước biển nó bám vô rồi cát nó cũng bám vô, nó rất là dễ làm rỉ sét. Cho đó mình mua một cái thiết bị này. Nó là cái đồ chơi để mà mình rửa xe hơi. Mình sẽ rửa xe hơi. Những cái đồ chơi kèm theo cái cây rồi cái cây chín mươi độ đó. Ok, cái này thì vô đây đó. Này vô đây. Ra thử nghiệm thôi, mình sẽ kết hợp với cái máy rửa nước của mình nè. Máy ở đây. Rồi, ok, rõ ràng. Còn cái này mình sẽ cho nó hướng lên chứ hả? Đúng rồi. À nó có từ cái những cái cất nó có sẵn chứ mình không điều chỉnh. À 90 độ. Đó, bắn lên trời. Thế giờ đi mở nước. Mở nước rồi. Đó, bây giờ mình chưa có mở máy bơm áp lực phải không? Thì mình nó cũng xịt lên là ít lắm, yếu lắm. Mình giờ nó ra sàn cái nước cái máy. Đó. Đề máy nha.
cái gì rửa rồi đó, nhưng mà nó không không sạch. Mà bây giờ dùng em rửa cát ra dơ quá trời luôn. Thank you.
Wow, cát ghê chưa. Cát quá trời luôn, cát rất là nhiều. Hai là phút chín mươi độ nói với chúng mình.
Come on.